thực hiện chương trình phát triển đô thị. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt hơn 38%. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 đô thị loại 2, 1 đô thị loại 4 và 6 đô thị loại 5. Ngoài ra còn có 3 trung tâm huyện đang đầu tư xây dựng để dần đảm bảo các tiêu chí đô thị loại 5, bao gồm khu vực trung tâm huyện Tumorong, khu vực Đắc Ruồng, Tân Lập thuộc huyện Con Rẫy và khu vực trung tâm huyện Gia Rai. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch ước đạt khoảng 91%, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn được thu gom và xử lý đạt trên 86%, đạt 100% kế hoạch năm 2023.